Hiện nay chỉ có khoảng 2 đến 3 thành viên là chính thức. Team Ngoài ra thì có hai stand in, một stand in thì viết chữ S không viết hoa, còn một stand in thì viết chữ S viết hoa. Có thể thấy là chữ S viết hoa có thể là pro hơn chữ S không viết hoa. Cùng là stand in nhưng có thể là một người pro, một người không pro. Đại khái là có thể gọi bạn vào bởi vì là không có thằng nào chơi được cả. Chúng ta cùng đến với trận đấu này với hai stand in của bên phía Phu Bà là GHC và PT. Còn bên phía Illuminate họ có 4 người và một stand in. Stand in này chữ S không viết hoa, đại khái là sẽ pro ngang ngửa cái thằng SC không viết hoa bên phía bên Phu Bà. Nói tóm lại là của cả hai đội đều không có full line up. Undying và Darkseer được bèn ra. Bao tiền tờ ngay lập tức phải chăng Bad Rider được bèn rồi, vừa nói xong. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu này. Có lẽ là lượt big pick đầu tiên vẫn có thể là sẽ là Jackiro hoặc là Templar Assassin. Mình đã đoán đúng rồi và đó là Templar Assassin. Hai lượt pick tiếp theo có lẽ sẽ là Jackiro và Queen of Pain như ba giải khác thôi, hoặc là Jackiro và có thể là Illuminate thì mình chưa biết về, nhưng Jackiro chắc chắn là một hot pick nào. Nếu như họ pro họ chắc chắn sẽ biết về Jackiro. Hoặc cũng có thể là họ sẽ pick những hero im khá là inbound thời gian gần đây như như là Whip, Sven chẳng hạn. Đang suy nghĩ. Jacky Whips và Jackiro. Đoán fuck đoán fuck đoán dê yeah, gái fuck đoán fuck piu piu ha fuck đoán ha. Có thể là họ sẽ pick Templar Assassin rồi, họ có hoàn toàn có thể pick những hero hợp support IBA ở đây như là Rubick chẳng hạn. Rubick và Tahan Hunter chẳng hạn. Windrunner chứ không phải Rubick. Windrunner pick khá sớm. Runner thì họ bây giờ đã có solo lane rồi, họ hoàn toàn có thể pick carry, nhưng họ sẽ không pick carry ở thời điểm này. Họ đang suy nghĩ xem Tahan Hunter Rubick sẽ hero nào sẽ pick trước. Theo tôi thì họ pick Tahan Hunter đẹp hơn Rubick rất nhiều. Rubick trong khoảng thời gian gần đây không hiệu quả bằng Tahan Hunter. Theo tôi là như vậy. Hoàn toàn họ có thể hoặc Lion, Lina, những hero khả năng kết thúc whip thật là nhanh cũng có thể. Enchantress, một hero đi rừng. Có lẽ sẽ là Sven sẽ được pick ở đây cho Illuminate. Có thể là sẽ Sven hoặc Tiny trang khi có Whips, hoặc cũng có thể sẽ là một hero khác, nhưng theo tôi thì sẽ là Sven. Trong thời gian ở đây thì Sven rất hay được pick. Tiny. Vâng, Tiny rồi chứ không phải là Sven. Ban bây giờ có thể thấy là họ sẽ ban những hero có khả năng combat tốt như Tahan Hunter, Enigma.
tại Hunter, Enigma, Venom Mancer chẳng hạn. Đơn giản thôi, bởi vì chúng ta có thể thấy là Templar, Assassin, Winner, Enchantress không phải là những hero có khả năng combat tốt. Họ rất ngại combat với những hero như thế này. Bây giờ thì PPU sẽ cùng điểm qua các bạn về cả lineup của cả hai đội này nhé. Rich David World, nhóc Chippy mong bạn không mong bạn welcome mọi người. World Vietnamese is playing Dota since Dota 1 and now they are moving to Dota 2. Not just Dota 2, but Dota 1 we have a stable but it's pretty famous as well. Venomancer vâng, đã được ban ra, chúng ta có thấy là và luôn rui của lửa. Kệ thôi nhóc Chippy ạ. Người ta, mọi người đều có thể trở thành kiểu như là đích hết cho một ngày nào đó, nhưng mà mình nếu như mà họ cũng là đích hết và mình cũng là đích hết thì mình với họ bằng nhau. Còn nếu như họ là đích hết và mình không phải là đích hết thì mình hơn họ một bậc. Quyền xỉ vả là quyền người ta và quyền có xỉ vả lại người ta hay không là quyền của mình. Nếu như mình hành xử để tạo ra được sự khác biệt giữa mình và người ta thì mình sẽ đứng ra ngoài so với người ta. Còn nếu như mà mình hành xử để mọi người nhìn mình cũng giống như người ta. Hai thằng cãi nhau thì lúc nào mọi người cũng nhìn vào là hai thằng cãi nhau. Nhưng nếu một thằng chửi mình thì mọi người sẽ nhìn thấy là mình thằng là thằng bị chửi và thằng kia là một thằng hấp. Này X sẽ được ban ra. Đó là sự khác biệt. Chúng ta thấy Tinker và Này X sẽ được ban ra rồi. Chúng ta có thể thấy là với line up như thế này, không, thật ra thì phải chăng là họ sẽ ban Keeper of the Line nữa. Chaos Knight. Thật ra thì Chaos Knight, nếu như có cả Chaos Knight nữa thì thật sự không biết họ sẽ chia lane như là Tan to được ban ra rồi. Vâng, những hero combat sẽ bị ban ra và đúng như vậy, cả hai team đều sợ ngại combat, họ đã có đủ line up cho mình. Ít ra thì bây giờ họ cần support và đi lane có thể sẽ là sẽ phải là một carry tay dài. Liệu chăng chúng ta có nhìn thấy Luna ở đây? Luna và Rubik không? Liệu chúng ta có nhìn thấy Luna và Rubik hay không? 10 seconds remaining. Sven, trong khi đó thì Sven sẽ lại được pick lại. Sven sẽ là một carry tay ngắn. Nếu như hết BKB thì để Tiny và Sven solo thì Sven có nguy cơ tự stun mình rất lớn. Đây là một suy nghĩ khá táo bạo nhưng cũng cần phải rất cẩn trọng. Tí PV cũng sẽ trực tiếp cả Na'Vi nữa. Mình sẽ stream cả Na'Vi nữa mà. Let's Strike được pick rồi. Disruptor là pick cuối của bên Illuminate. Họ hoàn toàn có thể pick một hero có khả năng đi solo lane. Họ rất cần solo lane bây giờ. Không phải, sẽ là solo mid, đó là Magnus. Vậy thì ai sẽ đi solo lane đây? Combat của cả hai bên đều khủng.
Magnus mà buff cho Tiny thì rất khủng. Magnus buff cho Sven đã khủng rồi mà bây giờ buff cho Tiny thì còn khủng nữa. Với lượng đam rất lớn của Tiny ở late game, thêm Scepter nữa thì phải nói là đừng hỏi bố cháu là ai. Có lẽ là Navi sẽ đánh sau trận này. Navi sẽ đánh sau trận này theo tôi là như vậy. Chúng ta cùng đến với là cả lineup của cả hai bên thì chúng ta có thấy là Quickix sẽ là người đánh Enchantress, Eta sẽ là người chơi Sven, Nolan sẽ là người, Christopher Nolan sẽ là người chơi TA, GHC sẽ là người chơi Disruptor Throw, trong khi đó thì PT sẽ là người chơi Windrunner. Còn bên phía Illuminate thì có Nexus sẽ là người chơi Whips, Dubas sẽ là người chơi Jakiro, Blood Angel sẽ là người chơi Tiny, Follow Magnus sẽ là người chơi Magnus, Marashi Gross sẽ là người chơi Lestrack. Chúng ta có thể thấy lúc này thì cả hai team cũng đang ra lane, không có sự hổ báo nào ngay từ early. Magnus sẽ là người đi bot. Cái hiệu ứng mấy cái nhẹn nhẹn này ở đâu ra nhỉ? Cái đấy là con ăn của Coil đấy. Chúng ta thấy lúc này thì Enchantress sẽ đi rừng, Throw và Sven sẽ đi lane. Trong khi đó thì ở phía trên top Tiny và Jakiro sẽ đi lane, còn Whip sẽ là người hỗ trợ. Lúc này thì Lestrack sẽ là người đảm nhận solo mid. Magnus sẽ khá thoạt ở dưới bot lane nếu như mọi chuyện diễn ra như thế này. Windrunner cũng cảm thấy không dễ chịu. Lúc này thì Windrunner sẽ ra và làm gì đây? Sẽ pull ở đây để cho đồng đội cũng như bản thân anh được ăn về sau, nhưng có thể thấy là đã fail rồi. Fail. Big fail. Anh ta đã làm sớm hơn trong một vài giây. Lúc này thì Sven vẫn đang rất nỗ lực farm. Chúng ta sẽ cùng điểm qua Last City Die. Có thể Tiny lúc này đang xanh nhất với lượng tem tay early rất khỏe như thế này. Vâng, đã có pause. Chúng ta thấy là lúc này trận đấu đã vào rồi, đang có những người bị bỏ. Lúc này thì có thể thấy là bên phía Illuminate họ đang rất thoải mái trong việc farm, trong khi đó Magnus thì ở dưới bot cũng trong tình cảnh của Windrunner ở phía trên top, nhưng có thể thấy là Windrunner vẫn không thể hit được level, trong khi đó thì Magnus hoàn toàn có thể hit được level. Với lượng máu khá trâu ở early cùng lượng giáp là 4, Magnus không hề yếu một chút nào. Tiếp tục là gặm cây, hoàn toàn có thể dùng spam skill. Đã có smoke rồi. Enchantress đã phát hiện. Bây giờ là slow, một slow DA, stun không được, nhưng ít ra thì double damage của TA cũng đã có một pha micro rất hay của Enchantress. First blood cho Illuminate, cho Phoba, và Illuminate đã phải chịu nằm xuống Lestrack.
Trong khi đó thì có thể thấy rằng rất có thể và đã có một đường link vào. Một đốm gần như chết ngay. Thổi băng không? Con gà này bay hơi bị khó hiểu. Không có thổi băng. Làm gì đây? Đã lùi vào đây. Vệ tinh bay ra. Vệ tinh sẽ nổ cho đến chết. Không, không được. Không hiểu là đang làm gì đây. Vẫn đang cố gắng chạy để vào Roshan. Roshan sẽ là người đấm. Vâng, Roshan sẽ là người đấm. Jakiro không hiểu vì sao không đóng băng. Jakiro hoàn toàn có thể đóng băng trong những tình huống vừa rồi. Vâng, đang có một đường vẽ là Illuminate sẽ lên top. Widon cũng cảm thấy như vậy. Anh ta đã đi về rồi. Rất cẩn thận. Vẽ rất chuẩn. Trong khi đó thì Tiny đang free farm. Và nếu như Tiny cứ free farm như thế này, anh ta sẽ có sớm có giày mana. Lúc đó thì hoặc là giày phây, một trong hai loại giày đều rất tốt. Let's strike the underground. Magnus hit level cũng tương tự như Winona. Chúng ta thấy là đi lane khó thì thường là khá thọt. Tiếp tục di chuyển ra, chúng ta có thể thấy là Whip và Jakiro vẫn chờ đợi cơ hội để có thể. Đã di chuyển ra rồi, đang có ping. Không được. Tiny đã lên giày phây. Với lượng đem tay là 100 như thế này thì đấm. Vâng, đấm rất đau phải không ạ? Đấm cực đau luôn. Một đấm của Tiny cỡ khoảng 1/5 máu. Chúng ta thấy là đã đài trô. Đã có một slow đóng băng. Rất khó chịu. Tele rồi. Tele bởi Magnus. Đã kéo Magnus về. Tôi không hiểu vì sao Magnus sẽ tele ra khi mà Magnus mới level 3. Không giúp ích được gì nhiều. Ngoài có skill đẩy và nó rất hên xui. Vâng, đang có ý định móc Magnus. Magnus đã cảm thấy rồi. Anchenchess sẽ không thể roam thành công trong lần này. Chúng ta thấy là Whips và Jakiro vẫn đang rất nỗ lực canh Templar Assassin. Templar Assassin hiện nay farm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và vượt trội được so với Rack. Lúc này thì đang chờ đợi rune. Không may mắn rồi. Rune lần này ở dưới bot. Và Magnus ăn ngay lập tức. Trong khi đó thì Tiny ở phía trên top hoàn toàn thoải mái trong việc farm. Và không thể chạy thoát được rồi. Một cú đẩy. Gotcha. Đẩy cực xa trong tiếng vừa rồi. 2-1, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi mà Tiny farm được như thế này. Trong khi đó thì team Fuba sẽ quyết định là sẽ đẩy trụ bot sớm. Lúc này chúng ta thấy là Tiny đang farm vượt trội được so với Sven. Power shot quá yếu ớt của Winona. Đã có một tele. Rất nhiều tele. Không ai dám làm gì cả. Anchenchess và throw rất mỏng manh. Where are you going? Bây giờ là lối vào rồi. Chúng ta có thể thấy là đã chói không được. Templar Assassin đã có giày phây. Trong khi đó thì Last Strike còn khá nghèo khi chưa lên được đồ gì. Không sớm thì muộn sẽ có đai trụ để
giết người nhưng cần nhiều hơn thế này. Trong khi đó thì Magnus và Sven vẫn đang phạm thi. Tôi nghĩ là Sven sẽ có một pha đánh nhau khi chúng ta thấy là Sven đã uống bình. Nếu như Sven chỉ farm không thì Sven sẽ không có được lợi thế. Lượng vàng chênh lệch hiện nay là khoảng tầm 2.000 nghiêng về phía Fuba sau khi họ ăn được trụ. Tiny đã có 1.500 tiền rồi, farm rất nhanh. Còn 1 phút rưỡi nữa cho những bạn nào đặt kèo cho trận đấu này. Vâng, chúng ta thấy là Tiny đang rất thoải mái trong việc last city night mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Có lẽ là sớm thôi thì Tiny sẽ có chống đồng. Có vẻ như những trận đấu trong ngày hôm nay khá giống nhau ở kiểu trạng thái khá buồn. Chúng ta thấy là thời điểm này thì Tiny đang là người farm được xanh nhất, nhưng chúng ta thấy là nếu mà tính tổng thì bên phía Fuba lại farm được xanh hơn. Last strike sẽ xuống đây hỗ trợ cho Magnus. Magnus chỉ còn một con nữa thôi thì sẽ level 6, bất kỳ là một con gì. Bây giờ thì Winona đang đứng ở trên này một mình. Trong khi đó thì Anchanchet sẽ farm rừng với sự hỗ trợ của Throw ở đây. Đã có sự hổ báo, stun được rồi. Nhấc lên stun đây à. Không thể đùa với Tiny được. Bộ đôi whip và Tiny là cực kỳ nguy hiểm. Tiny đã có trống rồi. Jakiro là người ăn được trụ chứ không phải Tiny. Lúc này thì Tiny đã có 1.300 tiền, farm rất nhanh, có thể là anh ta sẽ lên Scepter rất nhanh chóng thôi. Khi mà Tiny có Scepter rồi thì vào trong combat Sven phải rất cẩn thận. Sven cũng không hề kém cạnh khi anh ta đã có lẽ là sẽ lên BKB đầu tiên. Magnus thì anh phải chịu trận. Đang có ping rất chuẩn vào vị trí của Jakiro cũng như Whips. Magnus đang có ping. Rằng Magnus đang đứng ở sau trụ chứ không phải là đã ra mid nên là không cần phải sợ. Không hiểu vì sao họ có cảm nhận map tốt đến như vậy. Đang có một đường kẻ. Chúng ta thấy là Winona cũng rất nắn nót để farm lại. Smoke đã được bật lên cho Tiny cũng nhớ. Không đến một nốt nhạc để có thể nói hết. Rất hổ báo muốn băng qua để giết TA nhưng TA rất cẩn trọng. Đang có đường kẻ là push top khi mà tất cả team Illuminate đang ở đây. Nổ vũ trụ đến từ Last Strike. Tôi thấy lượng đam cực lớn. Nhìn cái trụ thật là thảm chưa. Không thể tin nổi với nổ vũ trụ của Last Strike khi lượng đam là 37. Hiện nay đang là 37. Cho trong 8 giây. Chúng ta thấy là tiếp tục vũ trụ bot. Lúc này thì không biết là cái gì đang mang đến đây. Có thể là Tiny sẽ mua ngôi sao may mắn cấp 2.
sẽ là một pha toss. Tôi đang cảm thấy một pha toss thần thánh. Lao vào rồi. UT. Bây giờ thì đóng băng rất chuẩn xác. Bây giờ là tại đi. Một pha combo phải nói là đáng sợ kinh khủng. Thì bây giờ thì Anchen chết chạy làm sao được. Quá nhiều Hero đuổi theo. Vâng, bạn bố là trường là lag quá Piu ơi. À, từ bên phía Piu Piu thì không thấy có sự giật lag, không biết là Piu sẽ làm được gì cho bạn. Có lẽ là Piu sẽ cố gắng trong một vài ngày tới sẽ có một đường truyền ở Việt Nam stream cho các bạn trong từ nay đến cuối tháng, có thể là Piu sẽ biết đâu là các bạn sẽ xem được xem Piu Piu bình luận ở Việt Nam, hoặc là stream Piu sẽ stream từ Việt Nam cho các bạn thì các bạn sẽ có được những giây phút dễ chịu hơn. Tôi bảo này, ông cắt bớt những cái chương trình mà chạy nền đi. Chạy nền là sao? Những cái chương trình mà nó chạy ở dưới taskbar, những chương trình nào mà ông không dùng á thì ông cắt đi. Nhưng hiện nay tôi có Chrome này. Với lại, Chrome với lại nó mở một đến web như tắt Yahoo luôn đi. Tắt Yahoo luôn á. Công việc của tôi ở tôi cũng được. Stream mà đâu có làm. Vẫn có nhé, công việc liên hệ chẳng ai có phải nộp báo cáo gì. Web thì để một tab thôi, còn mấy cái chương trình mà loe ngoe ở dưới taskbar đấy như là Skype hay là cái gì, ôi tắt tạm đi. Ok. Ok. Xong rồi web stream. Thật ra không phải là xem lắc mà là cái hình nó bị giật giật ấy. Đây là do FPS của tôi thấp mà. Cái FPS này bây giờ phải restart lại máy cơ. Tiny hiện nay sắp có Scepter. Tiny có Scepter, những phút sớm này là quá ba đạo. Scepter cách còn 900 mà tới thời điểm này farm 900 là điều đơn giản. 900 hoàn toàn là điều đơn giản để farm bây giờ. Bây giờ là 700. Cái FPS khá là thấp. Thật ra thì mạng của Piu Piu là stream là một cách thoải mái, không có vấn đề gì. Nhưng chủ yếu là máy cùi. Mạng của Piu là ổn định để có thể stream được cho các bạn. Để nếu như mạng của Piu mà tốt hơn thì sẽ stream đến net như TV. Mình đã thử stream net như TV rồi nhưng mà nó lại bị giật màn hình. Khi mà để net như TV thì lại bị cái FPS nó xuống thấp quá, còn có 3-4 FPS thì các bạn thử nghĩ xem làm sao stream. Templar xin có blink và rất tự tin. Mình đã thử stream, các bạn xem stream của mình không khác gì các bạn đang xem TV luôn. Nhưng có lẽ là trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng để được một lần như thế cho các bạn, để cho kỷ niệm một lần sau. Ở đằng sau là Magnus với Rudin V. Tôi đang cảm thấy tai họa đang đổ ập xuống. Tôi đang cảm thấy tai họa đang đổ ập xuống như thế này. Silent cũng thầy không kém với The Two. Nhưng tôi để thấy lượng đẹp quá lớn. Bây giờ là hút đi rồi. Windrunner đã bị bánh bao cho đến chết. Seven với BKB kết thúc được Tiny và Zakiro. Let's Strike làm sao chịu được. Let's Strike không thể chịu được. Trong khi đó thì không thể kết thúc được. Không thể kết thúc Ancient Chess với hồi máu kinh dị như thế này. Whip còn một tí máu nữa thôi. Sẽ là một đấm ăn quan. Nhưng nổ vũ trụ đến từ Let's Strike không thể kết thúc được rồi. Seven vẫn còn ở đây. Shackle không thành công. Trong tình huống vừa rồi thì có thể thấy là người đáng có công lớn nhất trong tình huống vừa rồi có lẽ là Throw. Một pha xử lý phải nói là cực kỳ bình tĩnh của Throw. Vâng, Tiny đã nóng lên rồi. Chúng ta thấy là Tiny khi mà tức giận thì mắt đã có quầng.
Bây giờ thì quần đấy đã, quần sáng nó đã tắt đi rồi. Vừa rồi là một tình huống mà throw rất hữu dụng. Anh ta không có đồ nhưng đứng đằng sau combat và đã có một pha silent mà phải nói là cho team Illuminate khóc thét. Mình có thể restart được mạng, mình có thể restart máy nhưng mà như thế thì sẽ rất đứt quãng. Rất đứt quãng mình hạn chế nhất. Hả? Hết trận đi rồi. Hết trận đi rồi restart. Ok. Hết trận có lẽ là cũng nào tôi xem lại máy cho ông luôn. Tại vì máy dùng lâu quá không có clear mấy cái cache và dump đồ á cho lầu xanh lầu xiếc download. Thật ra không download nhưng mà khi mà xem nó vẫn cứ có cache này nọ đúng không? Nói chung là máy dùng lâu phải dọn. Đợt này tôi mang máy về Việt Nam hả? Tôi mang cái PC này về Việt Nam thôi. Nhưng mà anh ấy mang ra Hà Nội chưa vì có mang ra Hồ Chí Minh đâu. Có ghé Sài Gòn, có ghé. Có thể là sẽ ghé Sài Gòn. Em ơi. Ghé chắc không chỉ ghé mấy tiếng thôi chứ. Ghé nếu như hên xui. Nếu như để xem á, chưa rõ. Để sau đi nào, sau nói chuyện sau đang bình luận. Lượng vàng hiện nay là khoảng 1.000 cách biệt, không đáng kể ở thời điểm hiện nay. Magnus đã lên được Blink, mọi chuyện rất chi là dễ dàng với Magnus để áp đặt combat. Trong khi đó thì Tiny đã có được Scepter rồi ở phút thứ 19. Nếu anh ta không thoát trong combat trước thì có lẽ còn sớm hơn. Ở phút thứ 19 này thì đúng là quá ba đạo. Tiny bây giờ lững lững đi và rất dễ dàng giết chết bất kỳ một ai cản đường. Với máu của Throw như thế này thì chưa đến một combo. Enchantress cũng vậy. Vâng, bây giờ thì có thể thấy là Tiny rất to và ulti luôn. Kéo lại, hơi bóp nhau một tí không sao. Bây giờ họ sẽ tổ chức ăn Roshan. Khá hay. Có một trick nữa, nếu như các bạn để ý, các bạn có thể là Jakiro với skill 3 max của mình khi bắn vào Roshan làm cho Roshan bắn rất chậm. Và nếu như có Enchantress đứng tăng nữa thì Roshan dường như là đứng yên. Đây là một trick khá hay cho các team đánh Captain Mode nhiều. Whip đã bị phát hiện. Weep cần phải rất cẩn thận. Chết một mạng người không mà lại không giết được cái mắt. Rất đáng tiếc. Ulti Magnus. Tài nê. Những pha xử lý không ăn ý của Illuminate. Họ quyết định là sẽ không tê lê. Em ơi, em 3:30 nhá. Bây giờ thì là Jackero làm sao chạy lượng đèm lớn đến như thế này. Bốt không được. BKB ulti luôn. Có giết được hay không lại là một chuyện khác. Đẩy vào chỗ. Lượng đèm rất lớn. Đóng giáp đi. Không đâu, kiểu đóng giáp rồi. Thật ra TA đổi mạng Jakiro là không đáng. Nhưng Magnus cũng phải dùng đến cả ulti. Vâng, bạn có bạn nói là đêm hôm nay đông vậy, được 221. Thật ra thì trong thời gian gần đây là thường xuyên được khoảng tầm này.
Ngày nào cũng được khoảng tầm này nên là cũng khá là vui. Ở ngay ngày đầu tiên khi mà không thông báo trước thì cũng được đến 100 người theo dõi, đến khi nào kết thúc stream rồi thôi. Phải nói là rất là vui. Ngày hôm qua thì sau khi tắt stream đi vẫn còn hơn 100 người ở lại nó nói chuyện với nhau, cũng là một cái khá là vui. Và có nhiều người thì nói là từ nay trở đi thì sẽ để tra cái này vào là bookmark và là trang web đầu tiên mở lên. Và theo preview để ý thì có thể thấy là kể cả khi mà stream không mở, khi mà check viewer, những người đăng ký, những người mà đang có nick bây giờ đi Windrunner stun không? Stun rồi, bây giờ thì chạy đi đâu cho thoát. Trong khi đó thì Enchantress không dám ra cứu, điều đó là đương nhiên. Nhiều người vẫn để mở tab stream này, kể cả là khi không có stream chỉ thi thoảng và hỏi nhau một câu. Thấy cũng một điều cũng khá thú vị. Đuổi theo, đi về rồi. Bây giờ mà Tiny lên AC nữa thì là GG. Chúng ta ở đây là Sven không phải là đối thủ của Tiny nếu như Tiny làm carry. Có rune hết. Last strike cũng khá béo. Không hiểu họ đang làm gì đây, sẽ là một pha smoke theo tôi là như vậy. Nhưng họ có sentry ở đây, nếu như mà đi đường này lên hoàn toàn có thể bị phát hiện. Mà đây là sentry của bên phía Illuminate, không sao cả. Còn tại sao mình cứ bị vẽ nhỉ? Lúc này thì ngày hôm nay là một ngày khá buồn cho chúng ta phải không ạ? Chưa có trận đấu nào vượt quá được trên 40 mạng. Chúng ta có thể thấy là đã bắp cho Tiny rồi. Tiny phải nói là khi mà được bắp thì Tiny phải nói là quá tầm. Đánh Cleaving Attack cùng với Scepter. Cleaving Attack là 50%. Và khi mà Magnus bắp vào cũng là Cleaving Attack là 50%. Có thể thấy là 100% Cleaving Attack. Đập trụ cực tầm. Đập trụ quá tầm với whip bắp như thế này. Có cả AC nữa, ai dám ra cản, không ai dám ra cản cả. Không ai dám ra cản cả, đập trụ quá tầm. Một đập chết hết cả một wave creep. Một đập chết hết một wave creep, Magnus đã lên Lotha. Trong khi đó thì Tiny di chuyển từ mid lên top một cách rất nhanh chóng. Đã có ulti ra sau cho Blink được không? Blink rồi. Rất tinh tế. Blink vào một chỗ khá là tinh tế. Vâng, đội hình của Illuminate vẫn đang cố gắng. Không được rồi. Đúng là các team thường rất hay nghĩ ra những chiến thuật phải nói là bá đạo như Sven Magnus hay bây giờ là Tiny Magnus. Phải nói là nó không phải là bá đạo nhưng nó rất ấn tượng khi chơi, chúng ta có thể thấy là nó có một cái gì đó làm chúng ta muốn xem. Đây là sự kết hợp cũng như là nâng tầm chiến thuật Tiny Whips. Chiến thuật Tiny Whips lần được xuất hiện lần đầu tiên tại The International 2 và xuất hiện từ team E-Home. Bây giờ thì Tiny mua đồ đi hoặc chết. Rất nỗ lực chạy về chỗ, rất cứng. Rất cứng. Kéo lại phía sau rồi. Một mình Tiny chịu sao rồi. Vâng, Tiny đã mất Aegis ở những giây phút rất quan trọng đó. Rất đáng tiếc. Tôi vừa check thì anh có Aegis nhưng đúng lúc mà anh ta cần thì lại mất. Rất đáng tiếc, trong khi đó thì Magnus vẫn đang đi farm. Đang có những đường vẽ là đội Illuminate đang ở trong rừng của mình nhưng không phải. Họ đang ở trong rừng của bản thân của họ. Win đang chạy cối farm, trong khi đó thì Magnus đã di chuyển ra phía sau. Với Lotha không phải, vẫn đứng ở đây rất bình tĩnh.
Vâng, PPU sẽ restart máy sau trận đấu này. Và restart máy thì chắc chắn là sẽ restart stream rồi. Chắc chắn một điều rằng sau khi restart máy thì các bạn sẽ xem lúc nào cũng ngon hơn. Lúc nào cũng thế, stream được khoảng tầm 2-3 tiếng thì bắt đầu là có hiện tượng FPS bị đổ xuống còn có mười mấy FPS, rất chi là mệt. Các bạn có thể tư vấn nhanh cho PPU nếu như bây giờ nâng card đồ họa lên mức tầm ngon ngon một chút. Nâng đồ họa và cắm thêm RAM, bây giờ RAM của PPU là 4 thì thêm card đồ họa đẹp hơn một chút. RAM lên khoảng 8GB, bây giờ là 4GB rồi thì sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền? Có đắt lắm không? Em ơi. Ơ, dỗi cái gì? Chúng ta thấy là đã có smoke rồi. Có thể thấy là đánh rất hay, họ smoke liên tục và sẽ xảy ra combat. Có thể thấy là đã có đường vòng, kẻ vòng nhưng không chính xác. Và một khi đã không chính xác thì Tiny đã bị kéo ngược lại phía sau ở rất rất xa. Magnus ulti bá đạo, một stun there, một mạng sẽ phải nằm xuống. Cái team châu Âu chơi luôn là như vậy, mặc dù kể cả là họ chơi một trận đấu buồn ngủ thì ít nhất là họ cũng sẽ bị mộng du. Chúng ta thấy là không buồn ngủ đến mức độ mà ngủ gật chảy cả nước dãi. Chúng ta thấy là Tiny hai đập ăn quan đưa lên top, Tiny lên top rồi, có thể đập trụ cực nhanh. Họ ấy có 8 giây, 7 giây, 6 5 4 3, quá đủ để ăn một tròi. Sven vẫn chưa thể hiện được sự bá đạo của mình, thường xuyên là những pha di chuyển liên tục. Tele đẩy được rồi, phá Tele. Bây giờ thì không bật BKB cũng vậy mà thôi, chấp nhận chết rồi. Let's strike mega kill. Lượng đem của Tiny bây giờ là khoảng tầm 300. AC đã được hoàn thành ở trên Tiny rồi. AC được hoàn thành ở trên Tiny. Độ bá đạo của Tiny ngày càng tăng. Một đấm ăn quan, hai đấm. Ít nhất là vẫn phải là hai đấm. Sven đã bài bách, không giải quyết được vấn đề gì hết. Có lẽ là không kịp. Có lẽ đấm Roshan không khác gì đấm bịch bông. Cực nhanh, chúng ta cùng đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 giây. Cướp ăn không? Templar Agassi là người cướp được Aegis. Hận đời vô đối, Whip sẽ là người nằm xuống. Đã kịp Tele về nhà rồi. Tiny đang thể hiện sự bá đạo của mình. Có thể thấy là đã có một pha ulti của Magnus. Bá đạo vô cùng. Magnus và Tiny có thể thấy là rất bá đạo. Có thể thấy lượng đem là không đủ. Mặc dù cướp được Aegis nhưng không khác gì trêu đùa. Không khác gì trêu đùa Tiny. Không khác gì trêu đùa Tiny. Không khác gì trêu đùa Tiny vậy. Lượng đem của Tiny hiện nay là 500. 500 đem. 500 đem cho Tiny. Nếu như lại lên nảy đem nữa thì chắc tầm khoảng khi mà nảy đem thì là 1000 một đấm. Tốc đánh thì cực nhanh khi có whip up. Hãy cùng xem cái trụ này. 1 2 3 4. 4 dừng lại khi mà được bóp giáp. 4 rồi. 4 làm sao nữa? 5 10 1 2 3 4 1 2 3 đập. 1 2 3 4 5 6 7 đập ăn quan. Kéo whip lại, whip khổ quá, whip sẽ chấp nhận phải chết mà thôi. Chắc chắn là lên lẩy đem rồi nhỉ.
Tiny hoàn toàn có thể lên Butterfly trận đấu này. Butterfly sẽ giúp cho việc solo với team bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Đã có pause, con này có chút vấn đề. Vâng, đã có thông tin là Navi và Empire sắp đánh rồi. Và Toby cũng đã sẵn sàng cũng như Pew Pew. Có bao nhiêu bạn sẽ ngồi lại để xem Navi đánh với Empire, và chắc chắn là Pew Pew sẽ phải restart stream để cho các bạn có thể đã có password rồi. Bao nhiêu bạn sẽ cùng Pew xem Navi versus Empire không khác gì Real Madrid đấu với Barcelona. Barcelona đọc thế có đúng không ạ? Ở Việt Nam đọc như thế có đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì mình sẽ restart được không ạ? Mình sẽ restart bây giờ được không ạ? Bây giờ thì mình sẽ restart máy rất nhanh chóng, bởi vì nếu như đợi hết game thì có thể là sẽ phải vào ngay. Đồng ý không ạ? Ok ok. Vâng, mình sẽ restart rất nhanh chóng và sẽ vào game của Navi đấu với Empire. Vừa gặm gói mì sống. Vâng, xin gặp lại các bạn sau 2 phút nữa. Mong là mình sẽ kịp.